Xin chào tất cả các bạn nhỏ. Chào mừng các em đến với phần phát trực tiếp buổi trưa ngày hôm nay cùng với chị nha. Các bạn ơi, chị đang có mặt tại đây để cùng với các em chúng ta một lần nữa nhìn về đề minh họa của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Mình có thêm một số những định hướng trong quá trình ôn thi vào 10 các em nhé. Hãy cho chị biết là có những bạn nào đã vào theo dõi buổi học ngày hôm nay rồi nào. Rồi, xin chào các em nha. Buổi chiều hôm trước, buổi chiều hôm qua, học văn chị Hiên có cái nội dung phát trực tiếp như thế này và đã có rất là nhiều bạn quan tâm, nhưng mà cũng có nhiều bạn là do buổi chiều hôm qua bận chưa có theo dõi được, nên hôm nay chị sẽ quay trở lại nội dung này để cùng định hướng với các em nha. Đồng ý không ạ? Các bạn ở Hà Nội ơi, hay tất cả những bạn 2K10 ơi, các em đã chuẩn bị như thế nào cho kỳ thi vào 10 của chúng mình rồi? Nếu như các em còn nhớ thì đã không ít lần chị chia sẻ rằng là với các bạn 2K10 năm nay ý, năm đầu tiên chúng ta thi vào 10 với chương trình mới thì chắc chắn là các sở giáo dục sẽ sớm đưa ra những cái định hướng và những đề minh họa để chúng mình hình dung. Và đây ạ, chúng ta đã thấy được đề minh họa của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội rồi đấy. Thế thì không biết là ở tỉnh thành của chúng mình đã có đề minh họa chưa các em? Các bạn ở những tỉnh thành khác thì chúng mình đã có đề minh họa chưa ạ? Các bạn có thể bình luận cho chị biết nha. Bình luận cho chị biết là chúng mình đến từ tỉnh thành nào và chúng mình đã có đề minh họa chưa hay là vẫn đang chờ đợi. Rồi, xin chào bạn Yến Nhi nhá. Xin chào các em. Các bạn nhỏ ơi, những bạn đang theo dõi phần phát trực tiếp này, chúng mình có thể bình luận cho chị biết là các em đến từ tỉnh thành nào và các bạn đã có đề minh họa chưa? Yến Nhi là ở Hà Nội này. Rồi, Yến Nhi đã đọc kỹ đề minh họa này chưa em? Yến Nhi đã đọc kỹ đề minh họa này chưa? Có những bạn là chúng mình còn không không biết là tỉnh mình đã có đề minh họa hay chưa đấy. Đấy, thế nên là năm nay chúng mình hãy để ý nhá, để ý và lắng nghe những cái định hướng từ thầy cô giáo để mình còn nắm bắt được những hướng dẫn từ Sở Giáo dục. Đấy là những cái định hướng sát sườn nhất các em ạ. Nhớ chưa? Ví dụ nhá, bây giờ chúng mình sẽ cùng quan sát vào đề minh họa này để chúng ta xem là đề minh họa có cấu trúc ra sao và từ đó thì mình cũng có thể hình dung được cấu trúc trong đề thi thật sẽ như thế nào, cần phải chú ý ôn tập những nội dung gì các bạn nhé. Trước tiên này, các bạn quan sát ở đây thì mình thấy là đề gồm có hai phần. Phần 1 là đọc hiểu có giá trị 4 điểm, nghĩa là chiếm đến 40% số điểm, đúng không ạ? Và phần 2 là phần viết có giá trị là 6 điểm, thế là chiếm 60%. Trong đó phần 1, phần đọc hiểu thì không có trắc nghiệm nha, hoàn toàn là 5 câu tự luận các em ạ. Đấy, phần đọc hiểu đưa ra cho chúng ta một ngữ liệu. Đây là một bài thơ tự do. Chị cũng hơi băn khoăn một chút, không hiểu sao là lớp 9 chúng mình trong chương trình là chúng ta được học thơ song thất lục bát hay là thơ 8 chữ, đúng không ạ? Đó, nhưng mà ở đây ngữ liệu lại là thơ tự do. Thế là có thể là cái nội dung ôn tập của chúng mình ấy, cái chương trình thi vào 10 của chúng ta thì không phải là chỉ có kiến thức lớp 9, đúng không các em? Có thể là sẽ còn xuất hiện và có thể còn sử dụng những cái kiến thức ở những năm học trước như lớp 6, 7, 8 chúng ta học. Đấy, bởi vì chị thấy là với đề này nhá, nếu như mà áp theo cái yêu cầu cần đạt thì những kiến thức để làm được đề này thì các bạn học sinh lớp 7, lớp 8 cũng đã có thể sử dụng được rồi, cũng đã có thể làm được rồi đấy. Đấy, đồng ý không? Đấy là điều thứ nhất này. Và có 5 câu hỏi tự luận xoay quanh cái ngữ liệu đọc hiểu này, đúng không các em? 5 câu hỏi đó và đều là những cái câu hỏi mà hỏi về những yếu tố của thơ, ví dụ như hỏi về thể thơ này, hay là hỏi về hình ảnh, từ ngữ, hỏi về cảm nhận của chúng mình, hỏi yêu cầu chúng ta lý giải về một hình ảnh nào đó. Đấy, rồi là phân tích tác dụng, đúng không? Của biện pháp so sánh này và có một câu vận dụng. Đấy, thì đây là phần đọc hiểu các em nhé. Đây là phần đọc hiểu này. Còn phần viết thì chúng mình có hai câu. Trong đó một câu đoạn văn và một câu bài văn. Nhưng một cái điểm rất là đáng chú ý ở đây ấy, là đoạn văn khoảng 200 chữ là đoạn văn nghị luận văn học các em ạ. Đây, các em để ý đến cái phần mà chị đây ạ, để ý đến cái phần mà chị bôi vàng ở đây nhá. Đấy, đoạn văn nhá, đoạn văn các em ạ. Câu viết đoạn văn là khoảng 200 chữ thôi.
Là tức nghĩa là dài nhất thì cũng khoảng 2 phần 3 trang giấy thi thôi các em ạ. Và yêu cầu là phân tích 8 dòng thơ cuối. Đấy, yêu cầu phân tích này chính là yêu cầu của kiểu bài nghị luận văn học các bạn ạ. Nhưng mà lớp 9 chúng mình lại học kiểu bài là viết bài văn đánh giá, phân tích đánh giá một tác phẩm. Thế nên rằng là cái kiến thức nền mà chúng mình học trong sách giáo khoa ấy, chúng mình không những là phải nắm chắc mà chúng ta còn phải tiếp tục vận dụng vào những dạng đề khác nữa. Kiểu như là chúng mình học là học viết bài văn, nghị luận văn học đúng không? Nhưng khi mà ôn luyện thì các em cũng phải học cái cách viết đoạn văn, nghị luận văn học nữa. Đấy, bởi vì trong đề thi minh họa này, nếu như mà cấu trúc đề thi thật tương tự như đề thi minh họa này thì chúng ta có thể thấy là phần đọc hiểu là ngữ liệu là một văn bản văn học thì câu viết đoạn văn ở đây là đoạn văn nghị luận văn học các em ạ. Nha, đồng ý chưa? Đó. Còn lớp 9 thì trong chương trình của chúng mình là học viết đoạn văn biểu cảm, phát biểu cảm nghĩ về một bài thơ 8 chữ cơ. Đó. Nên là nhìn đề này là không ít bạn là sẽ cần phải nghiêm túc nhìn lại về kiến thức của chúng mình từ những năm 6, 7, 8 nữa chứ không phải là chỉ năm lớp 9 không. Bạn nào mà vẫn đang có một cái suy nghĩ rằng là thôi, năm lớp 6, 7, 8 coi như là nháp, đúng không ạ? Bây giờ lên lớp 9 thì tôi mới học hẳn hoi, mới học cố gắng thì các em không những phải cố gắng với kiến thức lớp 9 mà các bạn cũng phải đồng thời ôn lại để nắm chắc kiến thức của tất cả các năm lớp 6, 7, 8 nữa đấy. Đấy, hay là câu thứ hai cũng rất là đáng quan tâm này. Câu thứ hai có giá trị đến 4 điểm. Nghĩa là một cái câu viết đoạn à, viết bài văn này thì nó có giá trị bằng với cả giá trị của 5 câu phần đọc hiểu luôn đấy. 5 câu phần đọc hiểu cộng vào có 4 điểm và câu viết bài văn này cũng có giá trị 4 điểm. Đó. Nào thế mình cùng xem là bài văn ở đây là bài văn gì nhá. Viết bài văn nghị luận khoảng 400 chữ. Trả lời cho một câu hỏi. Và câu hỏi ở đây đi từ 4 câu thơ và vấn đề đặt ra là con nên trưởng thành trong vòng tay mẹ hay nên rời xa vòng tay mẹ để trưởng thành. À thế là bài văn ở đây là bài văn nghị luận xã hội, đúng không các em? Đấy, bài văn ở đây là bài văn nghị luận xã hội. À vậy là phần viết này cái tỷ trọng điểm lớn hơn thì lại dồn vào câu nghị luận xã hội. Có đúng với dự đoán của chúng mình không ạ? Điều này có đúng với dự đoán của các em không? Ý bài này em có kiểm tra cuối kỳ năm vừa rồi. Ồ, xịn luôn nha. Đó, thế là tức nghĩa là bài này có ở trong đề cuối kỳ của năm lớp 8 đúng không? Đấy cũng là điều mà chị đang muốn nhắc nhở này. Đó là đối với bài nghị luận xã hội của lớp 9 ý, là chúng ta học kiểu bài nghị luận về một vấn đề cần giải quyết. Thế nhưng mà câu hỏi ở đây trong đề minh họa này thì cái yêu cầu nó không rõ là một vấn đề cần giải quyết cơ, mà chị thấy là yêu cầu ở đây lại giống với dạng là trình bày ý kiến. Cái dạng mà chúng ta học của lớp 7, lớp 8 ấy mà tiền đề là từ lớp 6 là chúng ta đã học rồi. Đó, còn lên lớp 9 mình học một kiểu bài khác cơ, là nghị luận về một vấn đề cần giải quyết, phải trình bày được giải pháp khả thi và có sức thuyết phục cơ. Nhưng vấn đề ở đây thì lại mang tính là trình bày ý kiến, xem là ý kiến của em thì lựa chọn theo phương án nào. Đấy, hay là phương án nào cũng có lý thì chúng mình sẽ dùng lý lẽ này, dùng bằng chứng này để củng cố cho ý kiến của mình. Đấy lại là cái dạng bài mình học từ lớp 7, lớp 8 cơ. Nên các em thấy không? Từ đề thi minh họa này thì cái điều chú ý đầu tiên mà chúng ta cần phải nắm chắc các bạn ơi, chú ý vào đây giúp chị nha. Điều đầu tiên mà các bạn cần phải làm ngay và luôn khi mà ngay tuần sau thôi là chúng ta chính thức bước vào năm học mới rồi ạ. Thì bây giờ các em phải nhìn lại toàn bộ kiến thức lớp 6, lớp 7, lớp 8 nhá. Đấy, ôn lại đi, bạn nào mà không còn nhớ chút gì thì phải ôn lại ngay, nhớ chưa? Phải ôn lại ngay để mà chúng mình sẵn sàng đối diện với tất cả các cái kiểu bài, tất cả các dạng bài có thể đưa vào trong đề thi. Đây chúng mình nhìn đề minh họa này thì thấy này, đúng không? Không phải là chỉ thi vào kiến thức lớp 9 mà cũng có những cái kiến thức của các lớp dưới nữa. Hoặc là chúng mình cũng có thể hiểu là để có thể học tốt được văn lớp 9 thì những cái nội dung từ lớp 6, lớp 7, lớp 8 nó mang tính chất tiền đề này, nó mang tính chất cơ sở thì các bạn cũng phải ôn lại nha. Điều đầu tiên các bạn chú ý giúp chị là như thế.
Ok chưa ạ? Điều đầu tiên chú ý giúp chị thì các em đã ôn lại kiến thức lớp dưới chưa? Các bạn 2K10 đang có mặt ở đây thì các em đã ôn lại kiến thức lớp dưới chưa? Hay là chúng mình vẫn là một cái tâm hồn đẹp, vẫn rất là hồn nhiên vô tư để bước vào năm học mới thôi? Hả? Các bạn đã ôn lại kiến thức lớp cũ chưa? Các em đã ôn lại chưa? Lớp 6, 7, 8 em không học gì thì nên ôn lại những gì? Ôn lại hết em ạ. Nếu như mà không học gì thì phải ôn lại hết thôi. Chưa biết làm sao bây giờ. Với cả sao mình không học gì mà bây giờ mình lại lên được lớp 9 hả? Chúng mình cứ đùa chị thôi. Các bạn cũng phải thi mà, các em cũng phải đảm bảo được cái yêu cầu đầu ra thì các em mới lên lớp được chứ. Nên nếu mà tự bản thân mình cảm thấy là mình đang quá may mắn thì các bạn phải nghiêm túc học lại và ôn lại kiến thức để trang bị cho mình đi nha. Không phải là lúc nào trong kỳ thi nào mình cũng có thể may mắn được đâu. Đấy. À ở đây bạn Mỹ Ngọc đã ôn rồi, rất là tốt. Chị thấy là có những bạn là tranh thủ kỳ nghỉ hè là chúng ta có ôn lại kiến thức của các lớp dưới. Đối với môn văn thì cũng khá là đơn giản thôi. Các em có thể sử dụng sách giáo khoa nhá. Các bạn trước tiên là đọc lại phần tri thức ngữ văn ở từng bài này. Chúng mình có thể sơ đồ hóa lại dưới dạng là sơ đồ tư duy, đúng không? Liệt kê ra các cái kiểu bài, liệt kê ra các thể loại mà chúng ta học ở các lớp đó. Rồi ghi ra những cái đặc trưng của từng thể loại này, những cái yêu cầu của từng kiểu bài này. Đấy là cách mà chúng mình ôn lại đấy. Đấy, sau đó thì chúng mình có thể là làm lại những đề kiểm tra của các năm học trước. Ví dụ mình làm lại đề kiểm tra học kỳ của năm lớp 8 này, đúng không? Thì như thế là chúng ta đã ôn lại kiến thức rồi đấy. Đó, em cũng nắm chắc rồi nhưng mà không luyện nhiều dạng đề. Việc mà chúng mình chỉ ôn kiến thức lý thuyết mà không luyện đề thì rất có thể những cái kiến thức lý thuyết đấy nó sẽ dần dần là chúng mình sẽ quên đi. Đồng ý không? Nên là chị nghĩ là khi chúng mình ôn lại thì chúng ta nên gắn những kiến thức đó vào các đề cụ thể. Em có thể xem lại những đề kiểm tra của mình của năm học trước, đúng không? Đấy, những cái bài kiểm tra đó chính là những cái bài mà bám sát theo kiến thức chúng ta học. Thì các em ôn đến đâu các em xem lại bài kiểm tra đến đó, những bài giữa kỳ, những bài cuối kỳ này, đúng không? Đấy, thì đấy là cái cách ôn tập hiệu quả hơn và nên ghi chép lại nhá, chứ đừng chỉ đọc không. Đấy, thế là cái đề cương ôn tập của các bạn lớp 9 ôn thi vào 10 năm nay đối với riêng các bạn ở Hà Nội là cũng đã dày hơn rồi. Bởi vì là nó sẽ không chỉ bao gồm kiến thức lớp 9 mà sẽ có cả những cái kiến thức của các lớp học trước, của những năm học trước nữa. Chị cũng đã từng xem định hướng của một số tỉnh ở miền Bắc có cái đề minh họa, có cái cấu trúc đề nhá. Thì chị thấy là cũng có ghi ở đó là kiến thức chủ yếu là lớp 9. Vậy có nghĩa là không phải hoàn toàn chỉ có lớp 9 mà các tỉnh thành khác chúng ta cũng phải ôn lại kiến thức của các năm học trước nha, lớp 6, 7, 8. Về phần thể loại thì chúng mình có thể ôn theo các cái thể loại là thơ này, truyện này, đúng không ạ? Đấy, lên lớp 9 là mình có kịch. Còn đối với kiểu bài viết nhá, đối với kỹ năng viết thì chúng mình nên ôn lại chủ yếu là ở các cái kiểu bài nghị luận. Từ những năm học trước là chúng ví dụ như nghị luận xã hội là mình học từ lớp 6 rồi đấy. Đúng không ạ? Đấy, từ lớp 6 là mình đã học nghị luận xã hội rồi. Thế thì các em có thể xem lại những cái kiến thức về phần viết, viết văn nghị luận xã hội lớp 6, lớp 7, lớp 8 nha. Đó, đấy là cái chú ý đầu tiên mà chúng ta rút ra được từ đề minh họa này. Bây giờ mình đi sâu vào từng nội dung của đề này nhá. Thứ nhất này, với phần đọc hiểu thì chúng ta nhìn vào bài thơ này, các em có thể cùng với chị đọc một lượt bài thơ này nha. Đây là đoạn trích thôi ạ, không phải là toàn bộ một bài thơ mà đây là đoạn trích trong bài thơ Ngày xưa có mẹ. Khi con biết đòi ăn, mẹ là người mớm cho con muỗng cháo. Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu, mẹ là người thức hát ru con. Bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn, là khi tóc mẹ ngày thêm sợi bạc. Mẹ đã thành hiển nhiên như trời đất, như cuộc đời không thể thiếu trong con. Nếu có đi vòng quả đất tròn, người mong con mòn mỏi vẫn không ai hơn mẹ. Cái vòng tay mở ra từ tấm bé cứ rộng dần theo con trẻ lớn lên. Mẹ có nghĩa là bắt đầu cho sự sống, tình yêu, hạnh phúc. Mẹ có nghĩa là duy nhất, một bầu trời, một mặt đất, một vầng trăng. Mẹ không sống đủ trăm năm nhưng đã cho con dư dả nụ cười, tiếng hát.
Đó là toàn bộ đoạn trích trong phần đọc hiểu các em nhé. Và chúng mình có những câu hỏi như sau trong phần đọc hiểu này. Câu 1 có giá trị 0,5 điểm và câu này là ở mức độ nhận biết, xác định thể thơ của văn bản trên. Thì nhìn vào, để xác định thể thơ thì chúng ta có thể là đếm số lượng chữ trong từng câu, đúng không? Hay nhìn vào đây chúng ta thấy là có những câu rất dài và có những câu rất ngắn rồi, là chúng mình đã có thể xác định đây là thể thơ tự do, đúng không ạ? Đó, thế thì cái câu hỏi về thể thơ này, vậy có nghĩa là trong đề thi thật nếu như cứ hỏi về thơ thì sẽ hỏi về thể thơ phải không? Không phải các em ạ, chúng mình học không phải là chỉ có kiến thức về thể thơ nha. Đấy, thì cái mức độ nhận biết ở trong phần đọc hiểu, câu đầu tiên trong phần đọc hiểu ở mức độ nhận biết ý, thì sẽ yêu cầu chúng ta xác định và nhận biết những cái kiến thức cơ bản về thể loại. Ví dụ như là đối với thơ thì có thể hỏi về thể thơ này, đúng không ạ? Đấy, có thể hỏi về vần, nhịp, đúng chưa? Còn đối với truyện thì có thể hỏi về ngôi kể. Đó, đấy, thì đấy là một số những cái nội dung mà có thể được hỏi ở trong phần nhận biết, trong câu hỏi nhận biết. Nó rất đơn giản thôi. Và chị đề nghị là bạn nào mà đặt mục tiêu 8 cộng, 9 cộng trong kỳ thi vào 10 thì không được phép sai ở những cái câu này nhá, những câu nhận biết. Đấy, tốt nhất là chúng mình khi mà có đề minh họa ấy, các em nhìn lại với mục tiêu chúng ta đặt ra. Nếu như em đặt mục tiêu là 8 cộng hoặc là 9 cộng đi, thì phần đọc hiểu mình cố gắng phải được điểm tối đa, đúng không? Hoặc là mất khoảng 0,25 điểm cho phần đọc hiểu thôi. Đấy, thì như vậy mình mới có cơ hội được điểm cao chứ. Và để đạt được cái số điểm tối đa hoặc gần tối đa trong phần đọc hiểu như thế, thì trước tiên là những câu có giá trị 0,5 điểm, những cái câu ở mức độ nhận biết, là các em phải trả lời đúng, chính xác để được điểm tối đa luôn nha. Không được mất điểm ở những câu nhận biết. Bởi vì hiểu một cách đơn giản, những câu nhận biết là những câu dễ nhất rồi. Đấy, nói như vậy thì không phải là để chúng mình chủ quan, nhưng mà hãy cố gắng để làm sao không bị mất điểm ở câu nhận biết đó nha. Hôm qua khi mà chữa đề này, định hướng từ đề bài này, thì chị chữa ở trên các kênh của Văn Chị Hiên thì thấy có những bạn còn bình luận bài thơ này là bài thơ thể thơ lục bát. Trời, thế là mình mất điểm rồi đấy. Nghĩa là 0,5 điểm cứ thế là tạm biệt chúng ta thôi, đúng không? Đó nha. Phần đọc hiểu có một cái đặc điểm như thế này, đấy là phần đọc hiểu có những cái câu hỏi nó có tính đúng sai rất rõ ràng. Trả lời đúng được điểm, trả lời sai mất điểm luôn, chứ không có chuyện là xem là em diễn đạt là có hấp dẫn không, có tình cảm không, để mà thôi bạn này trả lời sai nhưng mà câu văn cũng hay đấy nên là vẫn cho điểm. Không có, không có chuyện đấy, đúng không ạ? Đấy, nên là chúng mình chú ý nhá, phần đọc hiểu thì cái lưu ý đầu tiên rút ra từ đề minh họa này là chúng ta phải được điểm tối đa ở những câu nhận biết để có cơ hội được điểm cao, đúng không? Thì những câu nhận biết là những câu mà thường nó sẽ là những câu đầu tiên trong phần đọc hiểu ấy, thì phải được điểm tối đa. Và để được điểm tối đa của những câu đó thì cũng rất đơn giản thôi. Các em phải ôn lại và nắm chắc những kiến thức cơ bản về từng thể loại. Ví dụ như với thơ đấy, thì cách xác định thể thơ như thế nào này, đúng không? Cách xác định vần như thế nào đó. Hay là đối với truyện thì cách xác định ngôi kể như thế nào, đúng không? Rồi là đấy, đấy là hai cái thể loại mà rất là quen thuộc với chúng mình. Bên cạnh đó thì lớp 9 chúng ta cũng có học thêm kịch nữa. Thì đến khi đó chúng mình cũng chú ý tới những cái yếu tố của thể loại đó để chúng mình nắm chắc và xác định ở trong những văn bản mới. Văn bản này là văn bản mà không có ở trong bất cứ bộ sách nào, đúng không? Đấy, nghĩa là chắc chắn là ngữ liệu đọc hiểu sẽ là một ngữ liệu ngoài sách giáo khoa rồi. Chúng ta không phải học trong sách giáo khoa để mà kỳ vọng rằng là đề sẽ vào bài này, vào bài kia, mà chắc chắn là đề sẽ không vào những cái văn bản chúng ta đã học. Nhưng điều đó nó cũng không đồng nghĩa với việc là các em học những văn bản trong sách giáo khoa một cách qua loa. Bởi vì là chính việc các em học những văn bản trong sách giáo khoa, các em mới có được kỹ năng để rồi mình áp dụng trả lời câu hỏi về các văn bản khác. Chứ nếu như mà văn bản sách giáo khoa là cơ sở mà chúng mình lại không học, đấy, thì làm sao mình làm được với những văn bản khác? Đúng chưa nào? Rồi, đấy là cái lưu ý đầu tiên nhá.
Lưu ý thứ hai, chúng ta đến với câu tiếp theo này. Câu tiếp theo có giá trị 1 điểm và mình thấy một câu hỏi mà có đến hai ý hỏi. Ý hỏi thứ nhất, ghi lại những từ ngữ khắc họa hình ảnh người mẹ mà tác giả đã sử dụng trong 6 dòng thơ đầu. Đấy là ý hỏi thứ nhất. Ý hỏi thứ hai là qua những từ ngữ đó thì người mẹ hiện lên thế nào trong ký ức của nhân vật người con? Ok không ạ? Thì một cái lưu ý tiếp theo cho phần đọc hiểu này là câu hỏi phần đọc hiểu sẽ rất hay có nhiều ý hỏi. Và đã qua tất cả những năm học trước nhá, mặc dù là chương trình khác, kiến thức khác, đề thi khác, thế nhưng mà vẫn luôn có một cái điểm yếu tồn tại ở các bạn học sinh khiến cho các em bị mất điểm rất đáng tiếc. Đấy là không đọc kỹ đề phần đọc hiểu. Dẫn đến là phần đọc hiểu có một câu hỏi nhưng mà có nhiều ý hỏi và mình chỉ trả lời một ý thôi. Thế là cái ý còn lại mặc dù rất đơn giản nhưng mình không trả lời và mình bị mất điểm luôn. Nên một cái lưu ý vô cùng quan trọng nhá. Bạn nào mà đang ghi lại để các em đánh dấu, dùng bút highlight đánh dấu vào trong cái lưu ý đấy giúp chị. Đó là đọc kỹ đề phần đọc hiểu. Câu hỏi càng dài càng phải đọc kỹ. Trước khi trả lời xác định xem đề có mấy ý hỏi. Để khi mình trả lời thì mình trả lời đủ từng đó ý. Nha, và hãy luôn giữ một cái phương châm là với phần đọc hiểu ý, trả lời đến đâu được điểm đến đó. Ok không ạ? Đấy là một cái kinh nghiệm mà dù với bất cứ chương trình học nào, với bất cứ đề thi nào mà cứ có phần đọc hiểu là mình cứ giữ một cái phương châm đó là được các em nha. Trả lời đến đâu được điểm đến đó. Ok không ạ? Trả lời đến đâu được điểm đến đó bằng cách nào? Ví dụ ở đây nhá, câu này có hai ý hỏi thì mình cứ trả lời lần lượt từng ý một. Chứ đừng gộp chung hay là coi rằng là trả lời ý sau thì trong đấy có bao gồm ý trước rồi. Không. Trả lời rành mạch ra, rõ ràng ra. Trước tiên người ta yêu cầu mình ghi lại những từ ngữ khắc họa hình ảnh người mẹ mà tác giả sử dụng trong 6 dòng thơ đầu. Đúng chưa? Thế thì bây giờ chúng mình cứ đi xác định đã. Chưa cần biết ý hỏi sau yêu cầu mình phân tích cái gì, nhưng mà đề có cái yêu cầu này thì mình cứ đi xác định đi. Bởi vì xác định đúng là kiểu gì mình cũng có điểm. Đúng chưa ạ? Đề minh họa này thì lại không được đi kèm theo với đáp án nên cũng chưa rõ là cái hướng dẫn chấm như thế nào với đề này. Nhưng tinh thần của chương trình mới là sẽ chấm theo kỹ năng, đánh giá về mặt năng lực, đánh giá về mặt tư duy kỹ năng chứ không phải chỉ đánh giá về mặt nội dung. Đấy, cái điều đó nó sẽ thể hiện rõ hơn ở phần viết. Nhưng ý của chị ở đây là đề hỏi như thế nào thì chúng mình phải sử dụng cái kỹ năng đọc hiểu của mình để trả lời đúng câu hỏi của đề. Đúng không ạ? Thì bây giờ các bạn thử trả lời xem nào, thử xác định nhá. Ghi lại những từ ngữ khắc họa hình ảnh người mẹ mà tác giả sử dụng trong 6 dòng thơ đầu. Đây, 6 dòng thơ đầu đây ạ. Bắt đầu từ đây nhá. Đây, để chị đánh dấu 6 dòng thơ đầu cho các em nha. Đây, chúng mình có 6 dòng thơ đầu. Đó. Em hình dung chưa? Đến hết dòng này chính là 6 dòng thơ đầu. Thì các em thử xác định giúp chị là có những từ ngữ nào khắc họa hình ảnh người mẹ trong 6 dòng thơ này đây? Có những từ ngữ nào khắc họa hình ảnh người mẹ trong 6 dòng thơ này đây ạ? Các em thử xác định nào. Thử làm đề minh họa này luôn. Xem nếu mà đi thi mà mình vào đề như thế này thì mình sẽ trả lời như thế nào đây? Và nhìn vào câu hỏi này nhá, là một cái câu hỏi mà chúng ta cũng sẽ thường xuyên bắt gặp khi đọc hiểu một văn bản thơ. Đấy là xác định các từ ngữ khắc họa một hình ảnh nào đó. Đúng không? Đấy là kỹ năng cơ bản khi mình đọc thơ đấy. Ví dụ như là chúng ta học trong sách giáo khoa với các bài thơ thì chắc chắn cũng sẽ xuất hiện những cái câu hỏi kiểu như thế. Nên các em có biết là cách để mà chúng mình làm tốt phần đọc hiểu ngay từ bây giờ đấy là gì không? Là các em hãy tự trả lời các câu hỏi sách giáo khoa đi ạ. Đúng không? Bởi vì chính những câu hỏi sách giáo khoa là những câu hỏi để chúng mình đọc hiểu đấy.
Bạn nào mà chúng mình hay học theo cái kiểu là những cái câu hỏi sau khi đọc ấy thì thôi, khi nào học trên lớp thì cô cho đáp án, hướng dẫn thì em sẽ chép vào. Mình không có tư duy vào những câu hỏi đấy thì đi thi mình cũng sẽ khó để có được cái năng lực tự chủ, khó để có được cái khả năng tự trả lời và tự tin với câu hỏi của mình, à tự tin với câu trả lời của mình lắm. Đấy, nha. Ừ, thế nên là với phần đọc hiểu ấy, chị trước khi chữa cái câu hỏi này thì chị lại đem đến cho các em, nhấn mạnh cho các bạn một lưu ý tiếp theo là ngay từ bây giờ các em cũng đã có thể luyện kỹ năng đọc hiểu của mình rồi. Đấy là gì? Là trước khi học bất cứ một văn bản nào khi học ở trên lớp ý, các em hãy đọc trước văn bản đấy này, rồi đọc hệ thống câu hỏi ở cuối sách giáo khoa, tức nghĩa là cái phần sau khi đọc ấy. Thì sách giáo khoa sẽ có hệ thống những cái câu hỏi, nó cũng sẽ dao động khoảng 5 đến 8 câu thôi, đúng không? Xoay quanh cái văn bản chúng ta đọc thì đấy chính là những cái câu hỏi để mình đọc hiểu. Và nếu như bây giờ chúng ta thường xuyên có cái sự chuẩn bị trước, chúng ta suy nghĩ trước và tự tìm đáp án của những câu hỏi đó, để rồi khi học trên lớp, thầy cô chữa mình biết được là mình thiếu ở đâu, mình biết được là cách tư duy của mình là chưa đúng ở đâu, hoặc là mình biết được là mình nghĩ như thế đã đúng rồi thì mình còn tiếp tục phát huy trong những lần sau. Thì khi đấy các em sẽ rất nhớ, đúng không ạ? Mình sẽ thành thạo hơn về mặt kỹ năng. Chứ những cái câu hỏi trong sách giáo khoa không phải chỉ là để cho chúng ta một cái dàn lý phân tích tác phẩm, hay là chỉ là để cho chúng ta đi tìm đáp án và học thuộc đáp án, không phải như thế. Mà những cái câu hỏi đó tùy theo từng bộ sách nhá. Có bộ sách thì được sắp xếp theo cấp độ tư duy, từ những câu hỏi dễ đến những câu hỏi khó, chính là từ những câu nhận biết cho đến những câu vận dụng. Nhưng cũng có những bộ sách thì là sắp xếp những câu hỏi đó theo nội dung, theo trình tự nội dung. Nhưng mà dù là theo trình tự nào đi chăng nữa thì những câu hỏi sau khi đọc trong sách giáo khoa ấy các em ạ, nha, chính là những cái câu hỏi mà giúp chúng ta rèn luyện về kỹ năng đọc hiểu đấy. Nên ngay từ bây giờ các em hãy tập tự trả lời những câu hỏi đấy trước khi mình đi học nha, trước khi mình học cái văn bản đó ở trên lớp, để quá trình học trên lớp là mình được rút kinh nghiệm, chứ không phải là mình chỉ đọc văn bản thôi thế xong rồi là mang một cái tâm thế là ỷ lại về cái cách chữa của thầy cô và mình cứ chép nội dung vào là không được đâu nhá. Như thế thì mình bỏ lỡ rất nhiều những cơ hội để các em rèn luyện về kỹ năng đọc hiểu đấy. Ừ. Rồi, xin chào các em. Chị thấy có những bạn vừa mới vào theo dõi này. Nhưng mà chưa thấy có bạn nào đưa ra câu trả lời cho chị nhỉ? Chưa thấy có bạn nào đưa ra câu trả lời ở đây. Ừ. Hay là câu trả lời của các bạn chị bị ẩn nhỉ? Chị đang không đọc được bình luận của các em. Chị chỉ thấy có một số bạn là gửi lời chào đến chị thôi. Thì đây nhá, chị chữa nhanh cái câu này để các em nhận ra là kỹ năng chúng ta cần phải áp dụng trong đề thi. Đấy chính là cái kỹ năng đọc hiểu theo đặc trưng thể loại, đúng không? Ở đây đối với thể loại thơ thì chúng ta sẽ học cái cách xác định từ ngữ, hình ảnh. Nhưng mà thực sự là với lớp 9 là chúng ta học thơ 8 chữ và chúng mình học những cái khái niệm về kết cấu của bài thơ này, đúng không ạ? Về ngôn ngữ thơ này. Nhưng chị đang chưa thấy những cái kiến thức đấy được hỏi ở trong đề thi này, nên cũng đang khá băn khoăn và đang rất là mong chờ một cái bảng mô tả chi tiết bảng ma trận của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, và đặc biệt là cái đáp án hướng dẫn chấm, xem là những kiến thức này thì sẽ được đánh giá như thế nào. Đấy, còn thật sự là chúng mình chưa thấy những cái kiến thức của lớp 9, chưa thấy những yêu cầu cần đạt của lớp 9 được thể hiện rõ trong đề thi này. Còn bây giờ thì chữa nhanh cái câu mà hỏi chúng ta về những từ ngữ khắc họa hình ảnh người mẹ, đúng không? Thì chúng ta có 6 câu này nhá. Mình thấy này, cách để xác định từ ngữ khắc họa một hình ảnh nào đó thì chúng ta cứ đọc lần lượt thôi, đúng không? Đấy, nhưng mà đi thi thì cũng cần phải đọc với một cái tốc độ nhanh một chút. Không phải ẩu nhưng mà cũng phải đọc nhanh một chút. Thì khi con biết đòi ăn, ở đây là câu 1 là không có hình ảnh người mẹ rồi, đúng không? Câu 2 này, mẹ là người mớm cho con muỗng cháo. À, câu 2 là có hình ảnh của mẹ. Và những từ ngữ khắc họa hình ảnh của mẹ là người mớm cho con muỗng cháo này. Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu, câu này là không có mẹ này. Câu 3, à câu 4 này, mẹ là người thức hát ru con. Ồ, đây tiếp tục chúng ta có hình ảnh tiếp theo, đúng không ạ? Là hình ảnh của mẹ này. Câu thứ 5, bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn là khi tóc
mẹ ngày thêm sợi bạc, tóc mẹ ngày thêm sợi bạc. Đúng chưa? Đấy thì đấy là những cái từ ngữ khắc họa về hình ảnh người mẹ ở trong 6 câu đầu. Và có một ý hỏi nữa là qua những từ ngữ đó người mẹ hiện lên thế nào trong ký ức của nhân vật người con? Thì câu này nó nhắc nhở chúng ta về một tình trạng phổ biến trong việc trả lời đọc hiểu của các bạn học sinh. Đấy là trả lời xa rời với ngữ liệu. Là ở đây nhá, sẽ có không ít bạn sẽ nêu rất nhiều những từ ngữ để ca ngợi người mẹ là một người mẹ hiền từ, một người mẹ bao dung, một người mẹ yêu thương con, vân vân. Nhưng rất có thể trong những từ ngữ đó ấy, không có cái sự gắn kết với cả ngữ liệu. Rõ ràng ở đây người ta yêu cầu là qua những từ ngữ đó. Nghĩa là sao? Là qua những từ ngữ người mớm cho con muỗng cháo, người thức hát ru con, tóc mẹ ngày thêm sợi bạc. Đấy, qua những từ ngữ đó thì ta nhận xét như thế nào về người mẹ ở đây? Đúng không? Đấy, chứ không phải là chúng ta nhận xét về người mẹ nói chung, chứ không phải là dùng cái vốn hiểu biết của chúng ta để ca ngợi những phẩm chất đáng quý của một người mẹ. Mà ở đây là phải qua những từ ngữ này cơ. Ví dụ, người mớm cho con muỗng cháo, người thức hát ru con chính là những từ ngữ thể hiện cho sự chu đáo của mẹ khi chăm sóc con. Đúng không ạ? Mẹ là người chăm sóc con chu đáo, ân cần này, mớm cho con muỗng cháo này, thức hát ru con này. Thế còn, hình ảnh tóc mẹ ngày thêm sợi bạc là nhắc nhở chúng ta và gọi chúng ta hình dung về sự hy sinh của mẹ chẳng hạn. Đúng không ạ? Đấy, về tấm lòng cao cả của mẹ hy sinh cho con. Bởi vì tóc mẹ ngày thêm sợi bạc là một sự hao mòn đi, đúng không? Đấy, là để cho thấy cái thời gian đã khiến cho tóc mẹ ngày thêm sợi bạc. Mà thời gian đó chính là cái hành trình mẹ chăm sóc cho con. Thì mọi cái sự nhận xét của chúng ta là phải bám sát theo ngữ liệu. Đấy, thì câu trả lời của chúng mình mới chính xác được, mới được điểm. Chứ không phải là cứ dài là được điểm đâu nhá. Có thể ở câu hỏi này có những bạn trả lời rất nhiều những từ ngữ hay, rất nhiều những phẩm chất đẹp của mẹ. Đúng không? Đó. Nhưng mà những cái từ ngữ đó các bạn trả lời thì nó không có bám vào ngữ liệu, không có bám vào những gì có trong đoạn thơ đấy. Thì nghĩa là câu trả lời của các bạn không có cơ sở. Và thế là mình không được điểm rồi. Các em nha. Phần đọc hiểu, một lưu ý tiếp theo là cốt là phải trả lời chúng, chứ không phải là trả lời dài nha. Đề hỏi gì trả lời đó và trả lời chúng bám sát theo ngữ liệu mà đề bài cho. Tất cả câu 3, câu 4 và câu 5 cũng đều thế thôi các em ạ. Vậy thì tóm lại nhá, với phần đọc hiểu trong đề thi này, chúng mình có những lưu ý như sau. Một, nắm chắc những kiến thức về đặc trưng thể loại, tất cả các thể loại từ lớp 6 đến lớp 9 nha. Hai là khi trả lời thì đề hỏi gì trả lời đó nha. Thứ ba là khi trả lời thì phải luôn bám sát theo ngữ liệu chứ không được xa rời ngữ liệu, nhớ chưa? Ba cái lưu ý đó, trước mắt là có ba cái lưu ý đó. Và từ ba lưu ý đó thì cách để chúng ta luyện tập kỹ năng đọc hiểu ngay từ bây giờ đó là đọc và tập trả lời những câu hỏi trong sách giáo khoa. Các em hình dung chưa ạ? Các em đã ghi được 4 cái lưu ý đấy chưa? Nhớ 4 cái lưu ý đấy cho chị nhá. Đó, thì đấy là về phần đọc hiểu. Các bạn có hình dung không nào? Các em đã hình dung về những lưu ý cho phần đọc hiểu chưa? Bình luận cho chị biết nhá. Chị thấy có khoảng 20 bạn đang theo dõi này. Thì thỉnh thoảng các bạn bình luận cho chị biết với, để chị còn biết được là những phần chị chia sẻ thì các em đã nắm được chưa? Có cần phải giải thích lại ở phần nào không? Đồng ý không ạ? À? Đâu rồi, các bạn bình luận chưa nhỏ? Hay là do chị bị ẩn bình luận mà chị không thấy bình luận của các em? Các bạn, mỗi bạn đang xem bình luận cho chị một cái ví dụ như là em đã hiểu thì em bình luận là đã hiểu giúp chị nào. Đấy, em bình luận là em đã hiểu giúp chị. Còn nếu em chưa hiểu thì em nêu rõ chỗ nào em chưa hiểu giúp chị nha. Tất cả các bạn bình luận giúp chị nào, để chị còn biết được xem là có phải chị bị ẩn bình luận không mà chị đang không thấy các bạn ở đây đây.
Rồi, đồng ý các bạn nha. Chị đã thấy được một số bình luận của các bạn rồi. Đó, vậy thì nếu như mà chúng mình thấy là những cái lưu ý đấy cần thiết cho chúng ta thì các bạn có thể là thường xuyên xem lại phần phát trực tiếp này, bởi vì là chị sẽ lưu lại nhá, chị sẽ không xóa đâu. Nhưng chị nghĩ là các em cũng nên chủ động ghi lại và áp dụng ngay từ bây giờ. Tuần sau thôi là chúng mình chính thức bước vào năm học mới rồi. Và những cái lưu ý đó thì không phải là chỉ dành cho đề của Hà Nội đâu, mà tất cả các tỉnh thành khác. Đó là lưu ý căn cốt cho phần đọc hiểu rồi các bạn ạ. Nhá, nên tất cả các bạn ở các tỉnh thành khác chúng ta cũng hãy áp dụng những cái lưu ý đó, những cái định hướng đó để chúng ta làm tốt phần đọc hiểu trong đề thi của mình nha. Dù gì thì chắc chắn là trong đề thi của các em, dù ở tỉnh thành nào cũng sẽ có phần đọc hiểu thôi. Và những lưu ý vừa rồi chị nêu là những cái lưu ý mà tỉnh thành nào cũng cần phải chú ý, bạn nhỏ nào cũng cần phải nắm chắc nha. Rồi, đồng ý. Tiếp tục, bây giờ mình đến với cả phần viết này. Phần viết, nhiều cái cần phải nói ở đây. Thứ nhất, với câu nghị luận văn học là chúng ta chỉ viết đoạn văn thôi, thì cái chú ý đầu tiên cho phần viết là phải đảm bảo dung lượng. Đề của Hà Nội trong đề minh họa này là đảm bảo là yêu cầu rất rõ về mặt dung lượng các em nha. Đoạn văn là khoảng 200 chữ thôi, bài văn là khoảng 400 chữ thôi. Thế nên là sẽ không có chuyện có những bạn mà xin đến 3 tờ giấy hay 4 tờ giấy để viết nữa rồi. Bài thi văn, phòng thi văn không phải là nơi để thi đua xem ai viết dài hơn nữa rồi các em ạ. Bởi vì là ở đây viết dài là sẽ bị trừ điểm đấy. Viết dài quá, quá dung lượng là chắc chắn bị trừ điểm rồi. Thì mình hình dung 200 chữ, em có thể dựa vào cái cỡ chữ của em nhá. Nếu như mà em viết chữ to, thoáng thì một dòng mình có khoảng 12 chữ. Còn nếu như mà em viết gọi là viết bé, viết nhỏ, chữ nhỏ đi, chữ dày một chút đi, thì một dòng có khoảng 15 chữ. Thì các em cứ chia ra, lấy 200 chữ chia cho 15 chữ hoặc là chia cho 10, 12 chữ thì sẽ khoảng 20 dòng, đúng không ạ? Sẽ khoảng 15, 20 dòng. Đấy, mà 15, 20 dòng thì trong tờ giấy thi nó sẽ chiếm khoảng một nửa cho đến 2 phần 3 tờ giấy thi thôi. Trang giấy thi, một trang, đúng không ạ? Là khoảng 2 phần 3 trang. Tóm lại là đoạn 200 chữ thì mình viết tối đa là 2 phần 3 trang. Là nó đúng theo yêu cầu về dung lượng, không được viết dài hơn, đúng không? Thế còn bài văn khoảng 400 chữ thì nó gấp đôi từng đó, tức nghĩa là dài nhất thì cũng chỉ khoảng một trang rưỡi thôi. Nha. Bài văn 400 chữ thì dài nhất cũng chỉ khoảng một trang rưỡi thôi. Bạn nào mà viết kín hai trang rồi thậm chí sang đến trang thứ ba là chắc chắn bị quá dung lượng. Đấy, thì việc mà đề bài giới hạn dung lượng như thế, giới hạn số chữ trong từng câu như thế, vừa có cái lợi nhưng mà cũng vừa có cái thách thức. Cái lợi ở đây là chúng mình không phải cứ phải gọi là tập trung làm sao viết càng dài càng tốt nữa, đúng không? Không bị cái cảm giác là phải ôm đồm áp lực rằng là bài của mình viết ngắn thì sợ là thiếu ý, sợ rằng là phải viết dài thì mới tạo được ấn tượng, không phải. Đấy, đúng không? Và cái thứ hai là khi mà đề bài giới hạn dung lượng như thế thì nếu như chúng ta tuân thủ theo đúng cái giới hạn như vậy thì thời gian mà chúng ta sắp xếp nó sẽ phù hợp. Chứ bây giờ mà không giới hạn dung lượng thì rất dễ là các bạn học sinh sẽ bị lố thời gian, sẽ tập trung nhiều thời gian cho cái câu hỏi mà nó không giới hạn, đúng không ạ? Bình thường có thể mình viết bài văn thì người ta không có giới hạn số chữ cho mình muốn viết bao nhiêu thì viết, nên mình dành rất nhiều thời gian cho bài văn đó, cứ làm sao mà viết được dài càng tự tin. Nhưng không, bây giờ ai cũng như nhau, đúng không ạ? Đó, ai cũng như nhau đều là phải tuân thủ khoảng 400 chữ cho một bài văn thôi. Đấy là cái lợi thế cho chúng mình. Thế nhưng cái thách thức là ở chỗ thực tế cho thấy, và rồi các em trải qua các em cũng sẽ thấy là viết ngắn khó hơn viết dài. Thực sự đấy, viết ngắn khó hơn viết dài. Đa số các bạn học sinh sẽ ở cái tình trạng đó, viết ngắn rất khó. Bởi vì chúng mình quen với kiểu là nghĩ gì viết đó, không có chuẩn bị trước, không có chọn lọc trước, nghĩ gì viết đó thì cứ nghĩ ra được cái gì là mình viết ra như thế, mình không kiểm soát về dung lượng và sẽ rất dễ để viết dài. Đúng không ạ? Nghĩ gì viết đó là rất dễ viết dài, cứ làm sao mà cứ liên hệ móc nối hết cái này đến cái khác là viết ra thôi. Đúng chưa? Nhưng viết ngắn thì yêu cầu chúng ta ngay từ cái bước tìm ý và lập dàn ý là đã phải chuẩn chỉnh rồi. Mình phải lập dàn ý trước,
thậm chí là ước lượng dung lượng cho từng luận điểm trong dàn ý. Thì khi viết mình mới có thể tuân thủ đúng được cái khoảng dung lượng 400 chữ như thế này, hay kể cả là đoạn văn 200 chữ cũng thế. Có biết bao nhiêu nội dung cơ mà. Nên mình phải lập dàn ý trước, mình định hình trước là phần thân bài ở đây sẽ có mấy luận điểm, nghĩa là có mấy đoạn văn. Ví dụ như là phần thân bài mình có 4 luận điểm chẳng hạn, mà đoạn văn khoảng bộ à, bài văn khoảng 400 chữ thì toàn bộ phần thân bài mình viết trong khoảng một trang đi chẳng hạn. Thế là 4 luận điểm thì trung bình mỗi luận điểm là sẽ khoảng 1/4 trang. Đấy, mình ước lượng như thế để khi viết là không có cái luận điểm nào mình bị dài quá, hoặc khi viết mà thấy cái luận điểm đấy nó dài quá rồi là mình phải nhanh chóng kết thúc đi ạ. Các em hình dung không? Đấy, nên là cái lưu ý đầu tiên cho phần viết là phải tuân thủ theo cái dung lượng mà đề bài yêu cầu, và để tuân thủ được thì các em phải lập ý, phải tìm ý trước khi viết, phải tính toán và ước lượng cẩn thận trước khi viết, chứ không được là đọc đề xong cái đặt bút viết luôn, vừa viết vừa nghĩ, vừa viết vừa ước lượng thì sẽ rất dễ bị lố, rất dễ bị lố về dung lượng và bị trừ điểm. Mà không có gì đáng tiếc bằng việc là bị trừ điểm về dung lượng các em ạ. Nha, đáng tiếc lắm, khó khăn lắm mới kiếm được 0,25 đấy mà bây giờ bị trừ luôn. Rất đáng tiếc luôn nha. Cái thứ hai này, với riêng phần nghị luận xã hội chẳng hạn, thì các bạn thấy yêu cầu ở đây là đặt ra một câu hỏi. Câu hỏi này là rút ra từ nội dung của 4 câu thơ: Nếu có đi vòng quả đất tròn, người mong con mỏi mòn, vẫn không ai hơn mẹ. Cái vòng tay mở ra từ tấm bé, cứ rộng dần theo con trẻ lớn lên. Vậy con nên trưởng thành trong vòng tay mẹ hay nên rời xa vòng tay mẹ để trưởng thành? Đây là dạng câu hỏi yêu cầu chúng ta phải lựa chọn, phải chọn một cái luận điểm, một cái quan điểm để làm ý kiến của mình. Và toàn bộ bài văn của em là để bảo vệ cho cái ý kiến đấy, đúng không? Để thuyết phục người đọc tin theo và đồng tình theo cái ý kiến đấy của em. Thì cái quan trọng ở đây không phải là em chọn ý kiến nào, bởi vì việc mà con nên trưởng thành trong vòng tay mẹ nó cũng có lý, mà con nên rời xa vòng tay mẹ để trưởng thành cũng có lý. Ý nào ở đây nó cũng có lý của nó, nên chúng mình chọn ý nào cũng được, quan điểm của em thế nào cũng được. Quan trọng là em có thuyết phục được người đọc về cái quan điểm đấy của em hay không nha. Với đề thi cho chương trình mới ý, thì đáp án nếu như mà bám sát theo đáp án của Bộ Giáo dục với đề thi Trung học phổ thông quốc gia nha, thì sẽ đánh giá về cái cấu trúc bài làm của các em, đánh giá về cái năng lực, kỹ năng làm bài của các em, chứ không phải là chấm bài theo nội dung nữa, không phải là đếm ý cho điểm nữa, không phải là xem trong bài của em có cái ý giống như trong đáp án không. Không phải như thế, mà sẽ xem là bài của em có đầy đủ 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài không? Mở bài có giới thiệu được vấn đề không? Thân bài có triển khai được vấn đề không? Và kết bài có tổng kết lại được vấn đề hay không? Rồi, cụ thể hơn nữa thì trong phần thân bài thì có phân tích vấn đề được hay không? Có khẳng định được ý kiến của mình không? Có sử dụng lý lẽ, bằng chứng như thế nào không? Đấy, nha, chứ không phải là tập trung vào nội dung nữa. Nên việc mà các em ôn tập về nghị luận xã hội hay là bất cứ một kiểu bài viết nào bây giờ ấy là phải luyện về kỹ năng, phải vững về mặt kỹ năng, phải biết được rằng là với kiểu bài đó thì em phải viết được những nội dung, à em phải phải đi từ những bước nào, phải gồm có mấy phần, mỗi phần phải đảm bảo được những yêu cầu gì. Chứ không phải là chúng mình cứ đi tìm thật nhiều bài văn mẫu rồi học thuộc bài văn mẫu thì chắc chắn là sẽ không có kỹ năng rồi. Các bạn nha. Đó, và đặc biệt này là mình thấy là kiểu bài nghị luận xã hội ở trong đề thi minh họa này thì không phải là một kiểu bài của lớp 9. Vậy nên chúng mình sẽ phải nắm chắc về nghị luận xã hội từ lớp 6 luôn, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9. Đó, thế thì cũng vừa đúng dịp mà học văn chị Hiên đang mở đặt trước cái bộ sổ tay chinh phục nghị luận xã hội, mà ở đó bao gồm kiến thức nghị luận xã hội của lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9. Rất thuận lợi và vô cùng cần thiết cho bạn nào mà chúng ta có lỡ lơ là trong những năm học trước lớp 6, lớp 7, lớp 8. Thì bây giờ có cuốn sách đó, các em sẽ tổng ôn lại và có được cái phương pháp làm bài của tất cả các kiểu nghị luận xã hội của 4 năm cấp 2 luôn. Một người bạn đồng hành không thể thiếu với các bạn 2K10 năm nay nha. Bởi vì chúng mình thấy đấy là cái tỷ trọng điểm cho công nghị luận xã hội, xu hướng của các tỉnh chắc chắn
chắn là câu nghị luận xã hội sẽ viết bài văn rồi. Đúng không ạ? Đấy, xu hướng là như thế rồi. Thì các em nên ôn từ bây giờ luôn thôi. Đúng không? Mà đã thế thì bây giờ Học Văn Chị Hiên đang mở đặt trước cái bộ sách này. Thì nếu như mà chúng mình đặt trước thì sau Tết, sau cái Tết độc lập này, sau cái đợt nghỉ lễ này thì chúng mình sẽ được nhận sách và chúng mình còn được mua sách với cái mức giá rất là ưu đãi nữa. Đây, hình ảnh của bộ sách Sổ tay chinh phục nghị luận xã hội nhá. Đã có rất là nhiều bạn đã tranh thủ đợt này để chúng mình đặt trước rồi, để chúng mình có thể sở hữu một bộ hai cuốn sách luôn nhá. Hiện tại hai cuốn sách này, một cuốn là về phương pháp tất cả các dạng của lớp 6, 7, 8, 9, tất cả các dạng nghị luận xã hội. Lớp 6 là trình bày ý kiến này, lớp 7, lớp 8 là trình bày ý kiến đồng tình hoặc là phản đối này, rồi lớp 9 là nghị luận về một vấn đề cần giải quyết này. Đấy, thì trong cuốn tập 1 đầy đủ phương pháp, công thức, cách làm nha. Và đặc biệt là có cái hệ thống hơn 100 bằng chứng mới nhất này ở tất cả các chủ đề, rồi có cả một cái bảng từ điển, từ điển những vấn đề thường gặp trong nghị luận xã hội, giúp chúng ta giải quyết nhanh gọn phần giải thích này, giúp chúng ta có thể có cái sự liên hệ và có tư duy đa chiều về các vấn đề đó này. Ok chưa? Nhá. Đấy, thì đấy là cuốn tập 1. Cuốn tập 1 giá gốc là 199k và bây giờ chúng mình đặt trước thì cuốn sách chỉ còn giá là 139k thôi các em nhá. Hay là với cuốn tập 2 văn mẫu thì điều đặc biệt ở đây là chúng mình có 80 đề và trong đó có những đề là có đến hai bài văn mẫu. Hai bài văn mẫu đó là hai dạng khác nhau. Đồng ý không ạ? Đấy. Thế thì cùng là một vấn đề đó nhưng với các bạn lớp 6 thì sẽ viết khác mà với các bạn lớp 9 thì sẽ viết khác. Bởi vậy mà trong cuốn văn mẫu này thì tất cả các bài văn đều là viết theo giọng văn của các bạn học sinh nha. Không có gì là cao siêu khiến cho chúng mình cảm thấy xa vời, khó để tham khảo. Mà đều là được viết theo giọng văn của các bạn học sinh và viết bám sát theo yêu cầu của kiểu bài. Và đặc biệt nha, dung lượng của những cái bài văn mẫu trong cuốn văn mẫu này cũng chỉ dao động 400 đến 600 chữ thôi. Không phải là những bài quá dài. Để thực sự là chúng mình tham khảo văn mẫu và chúng mình học được theo đúng cái yêu cầu trong đề thi của chúng ta. Tránh cái trường hợp là những bài văn mẫu mình đọc nó dài quá thì toàn 3 trang, 4 trang thôi. Nhưng đi thi mình chỉ được viết trong vòng 1 trang rưỡi đến 2 trang thì mình làm thế nào? Đúng không? Đấy, thì trong cái cuốn văn mẫu này chúng mình có 80 đề và tổng cộng có khoảng độ hơn 90 bài văn mẫu ở tất cả các cái dạng đề của lớp 6, 7, 8, 9 nha. Bám sát theo yêu cầu cần đạt và có dung lượng phù hợp 400 đến 600 chữ các bạn nhá. Đấy, vậy nên là rất mong có thể đồng hành cùng với các bạn. Những bạn mà sau khi xem đề minh họa xong thực sự cảm thấy lo lắng về cái kỹ năng viết nghị luận xã hội của chúng mình thì các em có thể tham khảo ngay cái bộ sổ tay chinh phục nghị luận xã hội trung học cơ sở này nha. Đồng ý không nào? Cách đặt thì các em có thể nhắn tin về cho chị nhá. Chị sẽ gửi đường link đặt trước cho các bạn và phần đọc thử để các em cảm nhận xem là có phù hợp với cả những gì mà mình đang cần hay không nhá. Và đó cũng là những cái định hướng mà chúng mình đã cùng với nhau phân tích đề minh họa của Hà Nội. Đây mới chỉ là những định hướng ban đầu thôi. Chắc chắn hành trình này sẽ còn rất dài, sẽ còn rất là nhiều những cái điều mà mình cần luyện tập, cần lưu ý và rút kinh nghiệm thêm. Nên các bạn nhỏ, ngay từ bây giờ, chị mong là các em đã xác định một cái tinh thần thật quyết tâm, thật tập trung để chúng ta chinh phục những kỳ thi quan trọng trong năm học mới tới đây nhá. Dù sao cũng đang là cái thời gian mà các bạn chuẩn bị bước vào năm học mới, cũng có những bạn đã chính thức bước vào năm học mới rồi. Nên qua phần phát trực tiếp này, chị cũng rất muốn gửi lời chúc tới tất cả các em. Chúc các bạn, chúng mình trước tiên là có một kỳ nghỉ lễ thật là vui vẻ này. Và sau đó chúng mình bước vào một năm học mới với thật nhiều cái sự hứng khởi, thật nhiều sự quyết tâm, thật nhiều sự tích cực để chúng mình gặt hái được những số điểm thật cao. Và đây sẽ là năm học rực rỡ của chúng ta các bạn nhé. Và cũng rất mong rằng là Học Văn Chị Hiên có thể được đồng hành cùng với các em thông qua những khóa học, thông qua những ấn phẩm để giúp các bạn học văn dễ dàng hơn, để giúp các em có tư duy đúng đắn hơn khi chúng mình viết văn nha. Và đấy cũng là những nội dung mà chị chia sẻ cùng với các bạn trong phần phát trực tiếp ngày hôm nay. Rất cảm ơn các bạn vì đã có mặt tại đây và hẹn gặp lại các em trong những phần phát trực tiếp sau nha.
Bye bye.